Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 8 âm lịch, người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, thần Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, đổi vận giàu sang, tiền vàng chất như núi, giàu sang viên mãn. Quý bản mệnh tuổi Kỷ Hợi thân mến, có bao giờ Kỷ Hợi nghĩ tại sao mình lại vất vả, tại sao mình gặp khó khăn, hay tại sao mình đang phải ngược xuôi, long đong, lận đận? Chắc chắn là có, chắc chắn từng có lúc Kỷ Hợi than thân, trách phận, hận mệnh oán đời, tiếc thời thế không thông mà vận may không thuận. Chắc chắn từng có lúc Kỷ Hợi thấy bất đắc dĩ, hoặc mình bị lôi vào vận hạn một cách vô lý. Cái thì do mệnh số đẩy đưa, cái thì do người hại đôi phần. Nhưng đã bao giờ Kỷ Hợi nghĩ bao nhiêu khó khăn mình gặp có bao nhiêu phần là do mình tạo ra? Đã bao giờ Kỷ Hợi tự vấn bản thân, hay nhìn thẳng vào sự thật rằng Kỷ Hợi thua là do Kỷ Hợi chưa đủ giỏi, rằng Kỷ Hợi lỡ thời cơ là do Kỷ Hợi chưa đủ tự tin chăng? Đã bao giờ Kỷ Hợi đối diện với chính mình trong quá khứ, giận mình sao không có một kế hoạch chỉnh chu, tức mình sao không có một sự chi tiết, tính toán trước sau, trong từng lựa chọn? Chắc chắn là có, đúng không? Thực tế chúng ta sống trên đời, nhưng vốn là cái gốc, rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên. Ta không quyết được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cái ta có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhân thức con người mình. Nên lắm lúc Kỷ Hợi cần phải ngồi lại, ngẫm về những gì mình đã trải qua, nhìn lại quãng đường mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tự ngẫm và sửa đổi, học hỏi để thêm giỏi. Và ở thời điểm tư duy của Kỷ Hợi thay đổi, trình độ của Kỷ Hợi nâng cao, tư cách của Kỷ Hợi thêm vững mạnh, thì cũng mới là lúc Kỷ Hợi xứng đáng có được cơ hội để chuyển mình, giúp cuộc đời thăng hoa. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 thân mến, có câu nói, thiện ác hữu báo, luôn nhắc nhở chúng ta rằng vận mệnh và phong thủy tuy là những yếu tố quan trọng trong cuộc sống, nhưng có một điều còn quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần, đó là lòng thiện lương. Như cổ nhân đã dạy, người thiện lương không cần xem phong thủy. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Phật gia thường giảng, Phật nhìn nhân tâm, một người có tâm hồn hiền hòa thì ở đâu trời đất cũng hài hòa. Mệnh số và phúc phận cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc lập kế hoạch cuộc đời của chúng ta, như một mạng lưới phức tạp. Làm sao để có thể thay đổi mệnh số của cuộc đời? Đó chính là biết mệnh, hiểu mệnh và tạo dựng phước đức. Vì vậy, trong tháng 8 âm lịch 2024 sắp tới, khi vận mệnh có nhiều điều bí ẩn, quý bản mệnh tuổi Kỷ Hợi hãy cùng ban biên tập chương trình khám phá và giải mã lá số tử vi của mình để từ đó đón lành tránh dữ ngay sau đây nhé. Kỷ Hợi sinh 1959 thuộc mệnh Mộc, bình địa Mộc. Địa Mộc là những cây cối mọc ở vùng đồng bằng. Người mệnh này có tính tình hiền hòa, khôn khéo, tốt bụng, thật thà, ngay thẳng. Trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban cho trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi theo ngũ hành thuộc mệnh Mộc, hay còn gọi là bình địa Mộc. Phần lớn, người mệnh Mộc có tính cách khá cứng rắn và dứt khoát. Thế nhưng, với người mệnh nạp âm, bình địa Mộc đôi, lúc lại mềm lòng và yếu đuối. Cũng chính điều này đã giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân, có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Những người này đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ
Họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Kỷ Hợi mệnh mộc thường rất khiêm tốn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết cảm thông, bao dung với người khác. Họ luôn lạc quan và rộng mở tấm lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tuy cuộc sống còn nhiều ưu phiền, trắc trở, nhưng họ vẫn luôn an tâm, lạc quan, tiến tới. Họ cũng thường khoan dung với chính bản thân mình. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ mà đơn giản. Họ luôn biết cách cân bằng điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung quả quyết. Kỷ Hợi thích hành hiệp trượng nghĩa và cũng thích được nhiều người ngưỡng mộ yêu mến. Họ luôn tỏ ra nghị lực, đối xử thân thiện và hết lòng vì bạn bè. Họ cũng không tiếc công sức khi tham gia các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Đây là người biết cách lập kế hoạch cũng như xác định bước đi tiếp theo của là gì, luôn suy tính kỹ càng trước khi quyết định hành động. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Hợi có sự chịu đựng kém. Đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống, nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực buông xuôi trước thử thách. Để hướng tới thành công, họ cần tôi rèn nghị lực ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn, họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông, khích lệ rất nhiều. Kỷ Hợi chỉ mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường, nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Kỷ Hợi muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Kỷ Hợi thường rất chăm chỉ, siêng năng, khéo tay, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu, sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công, mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi. Chỉ cần một chút nghị lực can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Kỷ Hợi có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao hay giúp đỡ người khác, nên họ rất được lòng anh em, bạn bè. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con ngươi trong mắt mình vậy. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Người Kỷ Hợi rất thành thật và khiêm tốn. Họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế. Có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép vận mệnh những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, mang cung mệnh đại gia, lại cho thấy phần lớn người tuổi này mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế, ngạo mạn, đôi khi tự cao, tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi tới trung vận họ mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm, nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ mà đơn giản. Họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Theo luận giải, vì Kỷ Hợi thuộc mẫu người phúc hậu, trực tính, cẩn thận, chu đáo, mẫu mực, kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão, lý tưởng, đặc biệt tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, có lý tưởng đôi lúc ngây thơ, lãng mạn,
dễ gặp may mắn trong cuộc đời, tự tin, kiên cường, có tài, có bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao. Kỷ Hợi là mẫu người ham học hỏi, có năng khiếu về văn chương và khoa học, là người tài giỏi, hiền lương, cuộc sống có nhiều thành tựu với các công việc làm ăn lương thiện. Kỷ Hợi vào đời với hai bàn tay trắng, không nhờ cậy anh em, bà con, thân tự lập thân, nhờ vào sự tháo vát chịu khó, chịu khổ, cũng đã có lúc khấm khá, nhưng sự nghiệp không bền, nhiều phen chao đảo, nhất là tiền trung vận. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người, họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng, nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 8 âm lịch. Về chuyện tình cảm, tháng 8 âm lịch do được tường sinh nên quan hệ với cha mẹ, con cái rất tốt, các mối quan hệ với cha mẹ, con cái sẽ trở nên hòa thuận, thương yêu hơn, người tuổi Kỷ Hợi trở nên hiền hòa, nhân hậu, dễ dàng thu hút được sự chú ý của đối phương, tính tình lương thiện, biết chăm sóc người khác, nên người có gia đình khá thuận lợi. Có điều người độc thân hơi thiếu tính thị phi, tự biến mình thành người nhu nhược, thiếu hấp dẫn. Bán mệnh là người chịu đựng khá tốt, nhưng quá nhạy cảm, chỉ cần một lời đánh giá nhẹ nhàng từ người khác cũng khiến người tuổi Kỷ Hợi cảm thấy bực tức. Tuổi Kỷ Hợi chú ý nhé, khi căng thẳng tích lũy hàng ngày và khi chạm đến mức giới hạn thì bạn sẽ khó mà kiềm chế cảm xúc của mình. Khi tức giận, Kỷ Hợi cũng sẽ trút bỏ ra cho đến khi hết sạch toàn bộ những cảm xúc kìm nén từ lâu. Với những người xung quanh thì những cơn bùng phát này của người tuổi Kỷ Hợi khá dữ dội. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 8 âm lịch. Sức khỏe của bản mệnh tháng này không thật sự như ý. Thời điểm này bản mệnh dễ bị ho khan, khô mũi, khô da. Bạn nên thường xuyên bổ sung nước đủ cho cơ thể, đừng để khát mới uống. Ngoài ra thời tiết này rất cần cấp ẩm cho da, nên thường xuyên sử dụng giữ ẩm cho cả mặt và cơ thể. Đừng quên chống nắng, cho dù có những ngày râm mát khiến bạn chủ quan nghĩ rằng không cần thiết, có dấu hiệu của làm việc quá sức. Vì khi bạn tập trung dường như bạn không thể nào dứt ra khỏi công việc được. Hãy cho bản thân được nghỉ ngơi phù hợp để tái tạo năng lượng, đừng để bản thân kiệt sức nhé. Nhị hắc nhập cung Đông Nam nhắc nhở người mệnh này cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Điềm báo phong thủy hàng ngày cho thấy sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm, có thể sẽ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy tháng này bản mệnh dồn hết tâm sức cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu đặt công việc lên trên tình cảm và sức khỏe của mình là điều không nên nhé. Nếu có thể nên tìm giải pháp cân bằng hơn bằng việc lên kế hoạch xác định thời gian cho từng việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn bày tỏ quan điểm cá nhân đối với đồng nghiệp. Trong công việc, điều này sẽ mang lại những kết quả bất ngờ, tam hội còn mang tới những cơ hội hợp tác thành công, để bản mệnh cảm thấy tự tin hơn trong việc ký kết và cùng làm ăn với những người phù hợp, có chung mục tiêu và ý tưởng. Không chỉ có thế, việc thanh tra một vài hoạt động ngoài trời sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng. Biết đâu bạn sẽ nhận ra sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu của mình trong công việc chuyên môn. Bạn sẽ nhận được thử thách khá thú vị. Một người đồng hành mới sẽ thắp sáng tâm trạng u ám của bạn ở thời điểm này. May mắn là tư duy của bạn cởi mở, nên bạn sẵn sàng lắng nghe, cân nhắc thêm chứ không cố tình gạt đi nhanh chóng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy lúc này con giáp tuổi Kỷ Hợi sẽ dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho những dự án cá nhân và kế hoạch quản lý tài chính. Bạn sẽ cần phải hạn chế nhu cầu mua sắm các vật phẩm xa xỉ, vì đây là lúc các khoản tiết kiệm và đầu tư nên được ưu tiên. Bên cạnh đó, một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến, vậy nên đừng cho đi tài năng của mình một cách miễn phí. Những gì bạn nổi trội cũng đều có thể kiếm tiền, đừng xem đó là chuyện đương nhiên. Thực thần ghé thăm mang lại cho bạn những buổi gặp gỡ ra tiền. Cho dù đang ngồi ăn cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện,
những người bạn cũng có thể là bạn làm ăn trong tương lai nếu hai người cùng chung chí hướng. Khẩu quyết: trong tháng thu nhập ngày càng tăng, công việc làm ăn buôn bán hanh thông. Quý nhân tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Mão. Màu sắc may mắn: nâu, trắng. Con số may mắn 88, 32 và số 10. Và ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần cùng cẩm nang dượng vận của tuổi. Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ ra sao, tất cả sẽ được kênh Minh Đường tử vi giảng mạng trong các phần tiếp theo. Đầu tiên là tử vi tuần mới trong tháng âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần mới của người tuổi Kỷ Hợi cho thấy, dù khối lượng công việc ngày càng nhiều, áp lực cũng không hề nhỏ, nhưng trong bạn lúc nào cũng tràn đầy sức sống, tinh thần làm việc hăng say, quên mọi sầu lo trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu ai đó nhờ giúp việc gì nằm ngoài khả năng cho phép, bạn có thể từ chối thẳng thắn, không nên vì cả nể mà ôm đồm nhiều việc. Tới lúc việc không thành, thử hỏi ai đứng ra gánh vác trách nhiệm cho bạn, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cướp trên chuyển sang giai đoạn ổn định và gắn bó hơn. Kể từ đó, bản mệnh có thể yên tâm tập trung vào công việc tha hồ mà phấn đấu, mà không phải đau đầu nhức óc với những chuyện thị phi ngoài luồng. Tuần này là cơ hội để những người làm kinh doanh buôn bán hốt bạc, sự tin tưởng của khách hàng và đối tác dành cho bạn gần như là tuyệt đối. Nhân đà này, Kỷ Hợi hãy mạnh dạn đưa ra lời đề nghị hợp tác làm ăn lớn, đôi bên cùng có lợi, trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống. Đặc biệt là sau khi có con cháu, người tuổi Kỷ Hợi càng thêm yêu thương và trân trọng nửa kia của mình, thế mới biết thuận vợ thuận chồng tác biển đông cũng cạn. Kinh tế gia đình ngày một đi lên, con cháu học hành ngoan ngoãn so với người cùng trang lứa, ít ai sánh bằng Kỷ Hợi. Tuần này, người độc thân cũng dễ dàng tìm thấy đối tượng phù hợp khi vận đào hoa ngày càng khởi sắc mạnh. Tiếp theo là tử vi tuần thứ hai trong tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, tức từ mùng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, sự lạc quan vui tươi đúng với bản chất của người tuổi Kỷ Hợi đã quay trở lại trong tuần này, bạn tự tin nói nhiều và đam mê với công việc hơn. Các tinh thiên dượng và thiên quyền mang tới nguồn cảm hứng sáng tạo tuyệt vời cho tuổi Kỷ Hợi, không cần phải vắt óc suy nghĩ. Bạn vẫn có được ý tưởng hoặc dự án kinh doanh mới, điều đó hứa hẹn một tuần đầy ắp thành công và tài lộc. Tư duy và cách suy nghĩ của người tuổi Kỷ Hợi trở nên nhanh nhạy và hoạt bát hơn. Theo đó, những ai làm trong các lĩnh vực như biên tập, sáng tác văn thơ, truyền thông sẽ tìm ra nguồn cảm hứng mới, thúc đẩy sự nghiệp thăng hoa. Với những người muốn thay đổi công việc, sẽ được quý nhân hướng dẫn mọi đường đi nước bước, giúp Kỷ Hợi nhanh chóng bắt kịp tốc độ làm việc của mọi người, bản mệnh được lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá cao. Người làm chủ kinh doanh buôn bán cũng có một tuần tất bật, nên doanh thu tốt không chỉ là do khách hàng mới tìm đến, mà những bạn hàng cũ cũng tăng lượng đầu tư. Bạn có thể lên danh sách tặng quà cho những khách hàng đó, vừa có thể tri ân họ lại giúp thắt chặt các mối quan hệ. Người tuổi Kỷ Hợi lưu ý tránh hợp tác với người tuổi Mùi và Tuất kẻo sẽ xảy ra tranh chấp. Vận trình tình cảm của người tuổi Kỷ Hợi trong tuần mới bình ổn, không có nhiều biến động, dù đôi bên khó tránh mâu thuẫn, nhưng trên hết sức mạnh tình yêu đủ lớn để xóa đi mọi ranh giới, mang tới cuộc sống hài hòa tốt đẹp cho Kỷ Hợi và những người thân yêu. Nhiều khả năng gia đình Kỷ Hợi sẽ có chuyến du lịch xa. Ngoài việc trải nghiệm cảm giác thú vị, mới lạ, các thành viên trong nhà càng gắn bó thân thiết với nhau. Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Kỷ Hợi bày tỏ tình cảm với đối phương. Sức mạnh của thiên vượng các tinh sẽ rút ngắn khoảng cách lứa đôi, mang đến cho Kỷ Hợi niềm hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân được sao thiên quyền phụ trợ, có người mai mối ắt tìm được tình yêu chân chính. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 3 trong 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, tức từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, người tuổi Kỷ Hợi được sao thiên đức các tinh đỡ đần, nên vận trình vốn dĩ sẽ gặp rất nhiều ngày xung, có thể sẽ khiến bạn khó khăn, rủi nhiều, may ít. Nhưng nhờ hậu thuẫn của các tinh mà vận trình được cân bằng hơn nhiều, nhưng cũng có trợ lực, bản mệnh cứ cố gắng thì sẽ vượt qua. Nhờ có được thiên đức giúp đỡ nhiều nhất trong công việc, nên gặp người tốt, công việc hài hòa, dù trắc trở không ít, dễ vướng vào những việc khó giải quyết, nhưng nếu đồng lòng, đồng sức cũng không gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên,
để hy vọng đạt được thành tựu rực rỡ thì không thể chỉ tạm tạm mà thôi. Tài lộc trong tuần có một chút thiên tài bên cạnh chính tài, tuổi Kỷ Hợi có lộc nên đầu tư chút ít, làm ăn buôn bán nhỏ, hoặc đổi chác qua lại kiếm thêm cũng được. Nhưng đừng nên tham lam theo đuổi con đường này, sẽ gặp tổn hao nặng nề hơn nữa. Trong tuần có kiếp tài chủ về mất tiền mất bạc, kiếm được rồi cũng phải chi, không giữ lại được. Xấu nhất trong vận trình tuần này chính là sức khỏe cản trở rất nhiều dự định của tuổi Kỷ Hợi, vốn muốn làm việc này, việc kia, nhưng việc thân thể yếu đuối, mệt mỏi mà chẳng làm được gì. Thậm chí nhiệm vụ cấp trên giao còn mãi mới hoàn thành, chủ yếu là tuần có thổ dường hại dạ dày và gây mất cân bằng âm dương, hãy lưu ý hơn tới phương diện này. Tử vi tuần cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, tức từ ngày 23 đến hết tháng 8 âm lịch. Người tuổi Kỷ Hợi đón tuần mới vui vẻ và suôn sẻ. Kỷ Hợi là một trong những con giáp có vận trình tốt lành nhất, gặp nhiều may mắn nhất. Điểm đáng lưu tâm nhất là Kỷ Hợi sẽ thay đổi môi trường làm việc theo chiều hướng tích cực, từ đây mở ra những cơ hội mới mẻ, phong phú và nhiều thú vị. Thực chất tuần này vận trình cũng không quá tốt, nhưng nhờ tâm thái vững vàng, cộng thêm may mắn, tuổi Kỷ Hợi đã chuyển mình và đạt được nguyện ước. Trong tuần này có điềm báo đổi việc hoặc thay đổi hẳn nơi công tác, nâng cao vị thế của bản thân, cả tiền lương, tiền thưởng cũng có tiến bộ rõ rệt. Ra đường cũng được người khác giúp đỡ, không phải Kỷ Hợi không gặp chuyện khó khăn, mà lại có nhiều người giải quyết giúp nên nhẹ nhàng hơn. Không thấy đó là khó khăn, để hạnh phúc nhân rộng, bản mệnh hãy tích cực làm việc thiện, chăm chỉ đỡ đần những người khác nữa nhé. Trong tuần chuyện tình cảm ổn nhưng có sóng ngầm, thiên diêu tìm đến Kỷ Hợi là đạo hòa nhưng đa nghi, yêu đường thuận lợi song cũng có những vướng mắc cần giải quyết. Hai người chưa thật sự thẳng thắn với nhau, yên ổn chỉ là tạm thời, nếu cứ tiếp tục thì đây sẽ là nguy cơ khá lớn với mối quan hệ này. Bí quyết cải mệnh của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 8 âm lịch này. Đức Phật chỉ ra những thứ không thể trường tồn, nói rằng con người dù giàu có và quyền lực đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ trở nên suy đồi. Tục ngữ có câu, phú quý không qua ba đời, chỉ có lòng biệt thiện và tích đức từ đời này sang đời khác mới có thể duy trì sự thịnh vượng và phú quý cho con cháu. Chúng ta có tâm tham lam, có được thì càng mong có nhiều hơn nữa, có nhiều rồi thì mong những thứ mình đang có trường tồn mãi mãi. Do đó không bố thí thì của cải sẽ không tồn tại lâu dài. Nghèo rồi sẽ giàu, giàu rồi cũng có thể nghèo, không có điều gì nói trước được cả. Cũng giống như hôm nay bạn vui, ngày mai bạn buồn. Cuộc sống không vì thế mà dừng lại. Phật dạy bởi nguyên tắc của sự giàu có, khuyên bạn đừng tự hào vỗ ngực nói rằng mình có thể giàu có mãi mãi, bởi không ai biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Thay vì tham lam, lo ôm của cải khư khư cho riêng mình, thì nên tu tâm dưỡng tính, chăm chỉ tích đức, hành thiện, cố gắng hướng con cháu đến sự thiện lành, thì mới giàu có bền vững được. Người trẻ hay già đều cần được giáo dục nghiêm khắc, biết coi trọng đạo đức, hành vi của bản thân để biết cách gìn giữ cơ nghiệp của tổ tiên mãi bền lâu. Không ai có thể nắm chắc được tương lai ra sao, chỉ có vận mệnh là thay đổi theo tính cách, hành vi, lối sống ác hay thiện của mỗi người mà nhận phúc báo hay quả báo mà thôi. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.